Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tiền UGB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người thứ ba. Cô ấy đem đến cho chúng ta một câu chuyện như sau. Bản thân, thân chủ này đã ly hôn với chồng nhiều năm trước đó. Con của nữ thân chủ này đã gần 18 tuổi rồi. Trong trường hợp bản thân cô ấy bị ép lấy chồng khi tuổi còn rất là nhỏ và cũng chẳng có biết yêu đương là cái gì. Có thể nói là cô ấy bị gia đình ép phải lấy chồng. Chính cái nhân duyên mà không muốn không được thì đành phải chịu tại tuổi còn nhỏ ngây thơ có biết gì đâu. Rồi có thai, rồi cứ như vậy mà sống. Chồng cô ấy cũng thuộc cái dạng đầu gấu, thứ dữ đó. Sau nhiều năm khổ sở, rồi cuối cùng cũng dẫn đến cái chuyện mà ly hôn, chia tay. Thì bản thân người phụ nữ này sau đó lại có cái mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông có vợ. Trong sâu thẳm của bản thân cô ấy nghĩ rằng cô ấy không có muốn phá gia đình của một người đàn bà nào khác, mà chính người đàn ông đã làm cho hai người đàn bà khổ sở đến tan nát. Bản thân người thứ ba thì cảm thấy rất là thương vợ, vì người vợ hành xử rất là kém và có nhiều cái cách diễn đạt cái lời nói và thái độ rất là khó nghe. Người vợ thì cứ cho rằng là người thứ ba chiếm chồng, quyến rũ chồng, moi móc tiền bạc, nhưng thực chất người thứ ba thì cũng không có nhờ vả gì về tiền bạc, nhưng mà cũng có cái lợi ở chỗ là người đàn ông này có thể nâng đỡ một cái góc cạnh gián tiếp. Chính vì vậy mà bản thân người phụ nữ này cũng có lợi khi quen với người đàn ông này. Người thứ ba rất là thương người vợ. Người vợ chỉ biết gào thét, chửi bới, sùm lên mà lại vẫn yêu chồng, căm hận chồng đến tận xương tủy, nhưng lại không thể từ bỏ được người đàn ông đó. Bản thân cô ấy xuất thân trong con nhà tài phiệt, thì cái vấn đề mà là con gái của nhà tài phiệt á, thì mình cũng đã xác nhận là cô ấy có hiểu rõ về hai chữ tài phiệt hay không. Thì cô ấy nói là gia đình người đó là gia đình tài phiệt thật sự. Trong cái tình huống này, người vợ thì muốn chồng quay về với mình, nhưng mà người đàn ông lại thật lòng yêu người thứ ba. Người thứ ba này cũng đã đợi rất là lâu, 12 năm làm người thứ ba, và cũng có con riêng với người đàn ông đó 7 năm nay rồi. Người thứ ba này không muốn lấy người chồng của người vợ kia, nhưng mà bản thân người đàn ông đã đến lúc muốn bỏ vợ để đến với nhân tình, nhưng mà người thứ ba lại không muốn lấy người đàn ông đó. Chính vì vậy mà cô ta đang rơi vào một cái trạng thái rất là khổ sở, vì thật tâm cô ta không có muốn lấy người đàn ông kia làm chồng. Bây giờ người đàn ông này thì lại muốn bỏ vợ để đến với cô ta. Trong cái tình huống này, cô ấy đang tìm cách hỏi là làm sao để cho anh ta đừng có bỏ vợ, làm sao để anh ta bỏ em. Các bạn nghe có thấy buồn cười không? Có thấy nực cười không? Một cái câu chuyện tưởng như là hài kịch nhưng mà lại có thật trong cái thế gian này. Và sau đây là cái phần mà Sóng Tình Yêu Jimmy tư vấn cho cái tình huống của bạn bạn nhé. Về cái trường hợp mà người phụ nữ là vợ của nhân tình của bạn á, thì có vẻ như là người phụ nữ này khi mà gặp tình địch, hoặc là nói chuyện qua điện thoại, hoặc là có một cái sự giao tiếp nào đó với tình nhân của chồng, thì không giữ được cái sự bình tĩnh, có nghĩa là dùng hết mọi sức lực đấm đá, chửi bới cho thỏa lòng. Nhưng mà đối với người mà người ta biết võ, người ta chỉ cần điểm huyệt một nhát thôi là đã đứng rồi, đúng không nào? Nhưng mà người vợ này thì lại quá kém cỏi về cách hành xử, chu chéo chửi bới, không giữ được cái thế của mình là một người vợ cao sang của chồng. Hành động đó đã làm cho người vợ mất điểm đi trong mắt của chồng. Cái cách hành xử giữ chồng không phải là chửi chồng mà có thể giữ được chồng. Cái cách giữ chồng cũng không phải là van xin chồng để mà giữ được chồng. Và càng không đúng khi mà ép chồng yêu mình và xem đó là cái cách mà bắt buộc chồng phải ở lại với mình vì những đứa con. Bản chất người vợ đó cũng cảm thấy rất là cay đắng, vì người ta có thể chấp nhận chồng người ta đi ăn bánh trả tiền, nhưng lại không thể chấp nhận được cái việc mà chồng người ta yêu một người phụ nữ giống như là bạn 12 năm. Trong cái thế của bạn thì lúc đầu bạn nói là anh ta lừa bạn bằng mọi cách, dụ dỗ bạn mọi cách,
rồi cũng nói những cái câu giống hệt như bạn đã xem video của mình, là chờ anh một chút, cho anh thời gian, đánh vào tâm lý yếu đuối của người phụ nữ. Vì người phụ nữ vừa yêu thương mà vừa giằng xé, mà vừa chờ đợi mà vừa hy vọng. Chính vì cái mong muốn như thế, người đàn ông nắm bắt và hiểu rất rõ về tâm lý của người đàn bà. Họ đưa người phụ nữ này từ cái cung bậc này sang một cái cung bậc khác nhiều năm như thế. Rồi cứ quay vào rồi lại quay ra, bỏ vào rồi lại bỏ ra, rồi quay về rồi lại quay xe lại quay lại. Ê, quay lại bắt đầu quay lại từ đầu. Rồi bắt đầu là quay qua quay lại, rồi bắt đầu quay cuồng trong cái mớ bòng bong rối rắm của hai người. Rồi cuối cùng 12 năm trôi qua cứ quay quay trong cái vòng xoay đó, quay hoài vẫn vậy. Dạo gần đây người thứ ba, bản thân nghe kinh Phật, nghe đọc chú, đọc sách liên quan đến đời sống tâm linh, mà tự nhiên đến cái thời điểm này cô ấy bỗng nhiên thấy mình thanh thản một cách lạ kỳ, có thể buông bỏ được người đàn ông một cách nhẹ nhàng, dường như là tỉnh thật á. Rồi đồng thời cô ấy đang trong cái giai đoạn ngáp ngáp, cô mới nói là em vớ phải những cái video của chị rồi em bám vào đó em xem, càng xem em lại càng có những cái lời giải thích rõ ràng, càng xem rồi bắt đầu mới hiểu được cái tâm lý của người đàn ông và hiểu được cái bài của người đàn ông làm sao mà người ta đã dẫn bản thân người phụ nữ này đi từ năm này sang năm khác mười mấy năm bên cạnh một người đàn ông mà vẫn cứ cảm thấy cam tâm tình nguyện, tưởng là gặp được anh hùng rồi, đó, tưởng anh hùng rồi, tưởng mình được ông trời bù đắp cho những tháng ngày khổ sở, nhưng khi lao vào cái cuộc tình với người đàn ông có vợ lại cảm thấy mình đau khổ đến mức ngập tràn. Cái sự mâu thuẫn ở trong con người của họ là không muốn lấy nhưng mà yêu thương bị giằng xé, chính vì vậy cũng khổ sở lắm. Biết bao nhiêu ngày tháng ngậm ngùi chùi nước mắt, cái nghiệp xấu dẫn dắt đến cho bản thân một người phụ nữ này vào đúng cái thời điểm mà người đàn ông vừa già vừa xấu không có tiền, lại bị vợ siết tiền, vợ giữ tiền, và còn có một cái linh cảm mà người thứ ba biết được, hiểu rõ, đó chính là chính người đàn ông này cũng muốn giữ tiền cho vợ. Nên là người đàn ông này không có mang tiền cho người thứ ba mà chỉ gián tiếp giúp người thứ ba về công sức thôi. Bây giờ trong cái cảnh mà tiền hết tình tan, tiều tụy thì bắt đầu người đàn ông này mới thốt ra một cái câu nói là không ai cho anh cái quyền trở thành một người đàn ông tốt. Khi mà thấy vợ đã quá khổ sở với mình, cũng không còn yêu vợ mà chỉ còn chút tình, sống với vợ thì bị đay nghiến, mà đến với người thứ ba thì người thứ ba không sẵn sàng để mà đón chào anh ta như một người vợ muốn đón chồng về nhà. Rơi trong cái tình huống khổ sở như vậy mà chính người đàn ông đó cũng cảm thấy họ thất vọng và chán về bản thân họ nữa. Trong cái tình huống này á, thì người thứ ba cũng phải thừa nhận rằng sao vợ của anh ấy tài giỏi quá, ở với một người đàn ông như vậy mà không bị trầm cảm, còn bản thân em là người thứ ba em lại bị giằng xé, em giằng xé với người đàn ông đó, em yêu thật nhưng mà em không có muốn lấy người đàn ông đó làm chồng, em khổ sở trong thân phận của người thứ ba, em bị loạn não, em bị trầm cảm, em rất là khổ sở mà không hiểu tại sao chị vợ chị khỏe đến mức như vậy, chị rất là tài, sao chị không bị bệnh vì người đàn ông như vậy mà em đây, bản thân người thứ ba bị bệnh. Gặp ngay cái người đàn ông sở khanh mà tưởng là anh hùng, nhiều năm như vậy cứ lừa dối em hết lần này đến lần khác. Cái lúc em cần anh ta bỏ vợ thì anh ta không bỏ vợ. Đến bây giờ 12 năm rồi mà anh ta mới quyết định bỏ vợ thì cũng là cái lúc mà em bừng tỉnh. Em thấy thất vọng về chính bản thân em. Em không muốn kết hôn với người đàn ông này. Em không muốn lấy người đàn ông này về. Nhưng mà anh ta thì lại đệ đơn ra tòa để bỏ vợ. Em can ngăn người đàn ông này đừng có bỏ vợ, bởi vì chính vợ anh ta mới là cái người thực lòng có thể chịu đựng được anh ta, và em chỉ là cái người thứ ba thích hợp để làm tình nhân của anh ấy. Nhưng bản thân người vợ lại không tin, người vợ lại không phối hợp cùng với em để giữ chồng, mà người vợ cứ nghe em nói là chửi em tơi bời te tua khói lửa. Rất là thương người vợ đó, bởi vì khẩu nghiệp quá nhiều. Nhiều năm em ở bên cạnh người đàn ông đó, người vợ đó đã rất là tức giận, chửi rủa biết bao nhiêu lời cay đắng, rủa em, xả em, rủa cả người chồng của mình, rủa xả cả vào con em nữa. Những cái lời nói cay độc bao nhiêu là họ trút hết vào trong em, một người thứ ba như vậy. Nhưng mà bà không hề biết rằng bản thân em là cái người không muốn
lấy chồng của bà. Chính chồng của bà bị dính mắc vào em, lao theo em như là một con thiêu thân. Trong cái tình huống lý do vì sao mà em không muốn lấy người đàn ông này thì bản thân em đã phát hiện ra một cái sự thật rất đau lòng, đó chính là ngoài em ra anh ta còn rất nhiều người phụ nữ khác mà không được công khai như em. Em là người phụ nữ duy nhất được công khai mà vợ biết đến. Bà vợ thì bà có nghi là có quen với nhiều cô nhưng không bắt được ai hết, chỉ có bắt được một mình em. Chính vì vậy mà người đàn bà này lao đến chụp lấy em, giành xé em, sâu xé em, chút bao nhiêu sự tức giận của một người đàn bà bị chồng phản bội lên tấm thân của em, làm cho em cũng khổ sở và rất buồn cười cho bà là không có tin rằng em không muốn lấy chồng của bà. Cái việc mà em muốn gặp vợ để mà nhờ chị vợ giữ chân chồng, bà vợ bà không phối hợp, bà cho rằng em đóng kịch, em làm cái điều không đúng, em đang cần sự hỗ trợ của người vợ nhưng mà người vợ lại không tin em. Em đã rất là bực tức, em đã muốn bỏ đi và đã có lần em bỏ đi rồi. Em bỏ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Bây giờ đến mức mà em có cảm giác như em muốn trốn lên nước ngoài cùng với đứa con để cho người đàn ông kia đừng có bắt em ở lại nữa. Em muốn chấp hết cái cuộc tình này. Các bạn nghe có thấy buồn cười không? Người thứ ba thì chạy trốn người đàn ông có vợ kia. Người đàn ông có vợ thì đuổi theo người thứ ba. Vợ của anh ta thì đuổi theo anh ta. Ba người ruột đuổi nhau trên một cái hành trình như thế. Cái hành trình gọi là hành trình luẩn quẩn loanh quanh, đau khổ chứ không được lợi ích gì hết. Cái điều trọng tâm nhất mà cái người thứ ba này không muốn kết hôn với người đàn ông này, bởi vì người đàn ông này đã gây ra một cái lỗi phải nói là cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì cô ấy kể cho mình nghe cái câu chuyện này mà bản thân mình không thể nói trong cái video này được. Và khẳng định với các bạn rằng khi các bạn nghe cái câu chuyện này thì các bạn cũng sẽ đưa ra một cái đáp án là không thể lấy người đàn ông này về làm chồng được. Cái điều khổ sở của người thứ ba này là vừa yêu mà vừa khinh, mà vừa yêu mà vừa hận, vừa yêu mà vừa thấy ghê tởm người đàn ông này. Người vợ rất may mắn vì không biết sự việc này. Khi mà người thứ ba biết sự việc này, người thứ ba thật sự là choáng váng, muốn ngã đổ khi mà biết được cái tin như vậy. Thì bản thân người thứ ba cũng chia sẻ rằng rất là may mắn cho cô vợ không biết cái tin này. Chứ nếu mà cô vợ biết cái tin này thì em không biết là cô vợ sẽ sốc đến như thế nào. Em là cái người ngoài cuộc, em không có đau lòng nhiều bằng người vợ, mà người vợ biết được tin này không biết là cô ta có chịu đựng được hay không. Có thể là cô ta sẽ bị phát bệnh, cô ta sẽ phát điên lên vì một người chồng như vậy. Thế nên là chính người thứ ba biết rõ về cái sự việc này mà người thứ ba vừa yêu mà vừa khinh, mà vừa sợ, vừa muốn chạy trốn, đó là có cái nguyên nhân của họ. Người thứ ba cũng nhận xét rằng bản thân đã khổ sở gặp cái người chồng trước đây đã có thuộc cái kiểu dạng đầu trâu rồi, mà bây giờ lại gặp một cái anh người yêu người tình lại là thuộc cái dạng mặt ngựa, tức là không còn có cái tính gọi là tốt đẹp của bản thân một người, gọi là con người đối với con người nữa. Rơi vào những cái sự khổ sở, biết được tất cả những cái sự đen tối tận cùng của một con người giấu sau cái vẻ đạo đức của họ. Họ cảm thấy sợ hãi. Con người ai cũng có những lúc sai lầm, nhưng cái sai lầm, có những sai lầm nó thuộc vào cái sự gọi là kinh tởm. Nó có cái mức độ của cái sự sai lầm đó. Chính vì người thứ ba này biết được cái câu chuyện này mà người thứ ba này không dám lấy người đàn ông này về làm chồng. Người thứ ba cũng thừa nhận rằng bản thân cô là một người ngu lâu dốt bền, mà dốt mãi đến bây giờ 12 năm mới giải được cái bài toán của chính mình. Cô đã xem rất là nhiều video của mình và cô dần dần được đánh thức, và cô xem, càng xem cô càng cảm thấy là cô thức tỉnh. Cô mới hiểu được là đàn ông nó là như thế. Và cô ta đã trải qua những cái vấn đề như trong những video của Sóng Tình Yêu GB chia sẻ. Chính vì vậy mà cô quyết định đến với mình tư vấn để mà tìm hiểu một cái con đường đi dành riêng cho cô ấy. Trong cái tình huống của em thì cái việc mà em cùng với con chuyển đến một cái nơi ở khác, đó là cái điều mà chị nghĩ rằng cần thiết cho em. Đó. Và cái điều mà người đàn ông á, có thay đổi được hay không á, có trở thành người tốt hay không á, bởi vì anh ta cũng rơi vào một cái trạng thái hoảng loạn trong cái vấn đề là anh ta cũng đã thú nhận đó. Không ai cho anh ta cái quyền được sống để trở thành một người tốt. Anh ta đã mất tất cả.
Anh ta có cảm giác mất vợ, mất đi cái sự tôn trọng của người vợ. Anh ta mất đi tất cả bởi vì biết được là em đã tìm ra cái sự thật. Và không còn có tình yêu của em nữa, người đàn ông đó mất tất cả. Bây giờ, làm cách nào để anh ta có thể chuộc lại những lỗi lầm đó? Bản thân em là người thứ ba yêu cái người đàn ông này, vừa yêu thương vừa kinh tởm. Nghĩ đến mà khinh, nhìn thấy thì em kinh sợ. Em muốn bỏ trốn, em không có thật lòng muốn sống cùng với họ với cái nghĩa là vợ chồng. Thì em hãy để cho người đàn ông đó quay về với gia đình của họ bằng cái tình yêu thương của người vợ. Chị nghĩ rằng người vợ đó vẫn bao dung, vẫn yêu thương. Mặc dù là người vợ nhắn tin cho em nói rằng tặng cho em người đàn ông đó, nhưng mà với một cái giọng điệu cay cú như vậy, người ta còn hận là người ta còn yêu. Nếu mà bây giờ em bỏ đi thì người đàn ông này không có cái cách nào để mà tìm đến em được nữa. Thì em coi như là em không có hốt cái món hàng đó, thì ông đàn ông ấy, ông trở về cái ngôi làng của ông thôi. Đó. Chồng thì muốn bỏ vợ, người thứ ba thì bỏ trốn. Chính vì trong cái tình huống này mà tất cả những người trong cuộc đang rối. Em á không có xúi người đàn ông kia bỏ vợ, thậm chí em còn van xin người đàn ông kia là đừng có bỏ vợ, bởi vì chỉ có vợ của người ta mới có thể sống và chịu đựng được cái kiểu người như anh ta mà thôi. Người vợ đó chính là cái người giữ chân anh ta để anh ta đừng có ép em phải lấy anh ta về làm chồng. Vợ đã không chịu nổi mới tìm mọi cách để buông tay. Còn bản thân em á, vừa sợ vừa yêu, giống hệt như là em ghét rắn mà vẫn ngủ với rắn vậy đó. Em sợ con người đó đến mức mà bây giờ em ớn rồi. Đó. Vậy thì làm sao để anh ta làm người tốt bây giờ? Đó. Vợ thì đã biết là anh ta rất là sai, nhưng mà cái sai của anh ta nó không phải là cái điều đáng sợ. Bởi vì cái điều đáng sợ đó là cô vợ cô không biết. Cô vợ cô không biết thì cô may mắn, nên cô sẽ là cái người có thể chấp nhận được anh chồng quay về. Để mà anh chồng này anh làm lại những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống của chính anh và anh chuộc lại lỗi, thì anh hãy sống những cái tháng ngày cuối đời với vợ để bù đắp những cái sai lầm trong quá khứ cho cái người vợ đã chịu đựng anh ta nhiều năm trước đó. Đó là một cái kết viên mãn và đẹp đẽ nhất với anh ta. Anh ta làm sai với người nào thì anh ta phải chuộc lỗi với người đó. Đó. Cóc chết 3 năm quay đầu về núi là người đàn ông đó nên làm những cái việc như vậy, bởi vì chính anh ta đã làm tổn thương người vợ của anh ta. Bản thân em không muốn lấy người đàn ông này làm chồng, thì người chồng đó làm sai với vợ thì phải yêu thương vợ, phải chuộc lỗi với vợ. Đó là cái điều anh ta nên làm. Và em cũng phải nói với anh ta về điều này, hãy bù đắp cho vợ anh. Đó chính là cái món quà mà anh phải đem đến được cho vợ của anh. Nếu mà anh sống với vợ của anh hạnh phúc thì coi như là anh thay em chuộc lỗi với cô ấy. Đó. Cái phước của anh ta đã mỏng. Em á thì đã không có phước mới lấy phải cái người chồng gọi là đầu trâu. Em kể ra, em nghe kinh nghe Phật, em mới thấy rằng em quá là bị nghiệp. Em Phật mỏng, phước mỏng, không có may, không có duyên trong tình ái. Em đã thiếu phước mà gặp cái ông chồng lại cũng thiếu phước. Hai người thiếu phước gặp nhau, hỏi làm sao mà có phước được hả em? Giờ em đã nhìn thấu được con người của anh ta. Mặc dù em vẫn còn quá yêu, nhưng mà em vẫn không đủ cái sức mạnh để sống với một người đàn ông như vậy. Em còn đặt câu hỏi ra, đây chính là một cái sự quả báo nhãn tiền cho em. Đó chính là cái sự mà em phải trả giá. Em đã nhận biết được điều đó thì em hãy làm những cái chuyện có lợi, có ích cho mình để chuộc lại những cái lỗi lầm. Em thấy không? Con đầu của em á, do cái quá trình em tu học, em thay đổi con người của em mà em đã dần dần gần gũi với nó và dạy nó trở thành một đứa trẻ tốt. Còn bây giờ trong cái tình huống này á, em phải là cái người ra đi. Em ra đi là hợp lý nhất, vì em cũng không muốn lấy họ mà em cứ giữ chân họ hoài. Mà em ra đi mà em để lại con á, thì rõ ràng là em không muốn chấm dứt với họ. Em chưa thực sự muốn rời bỏ họ. Khi mà em rời bỏ họ, họ sẽ không tìm thấy em. Trong một thời gian họ bức bối, thì em chỉ cần nhắn tin cho họ biết là em cần đi xa một thời gian, hãy quay trở về nhà với vợ.
Em không muốn lấy anh. Em phải chứng minh cho họ thấy rằng những cái điều em nói là cái điều mà anh ta nên tin. Vì em không phải là cái người mà có thể chịu đựng được tính cách của anh ta. Và em không hề muốn lấy anh ta. Bây giờ người đàn ông bỏ vợ để lấy em, trong cái lúc mà em không cần lấy anh ta nữa, thì anh ta lại bỏ vợ để lấy em. Em lại hoảng sợ vì em đâu có muốn lấy anh ta. Bây giờ dường như là em đang bị rơi vào tình huống em phải là cái người chịu trách nhiệm về cuộc đời của anh ta khi mà anh ta không còn có vợ. Em bắt buộc phải là cái phao để anh ta bám vào. Em thì sợ hãi và muốn né tránh cái phần trách nhiệm đó. Trong bao nhiêu năm nay em mong chờ một ngày được sống với anh ta, muốn lấy người đàn ông kia về làm chồng. Nhưng bây giờ em lại không cần nữa, nhiều năm nay em đã không cần cái điều đó nữa, mà bây giờ em bỗng nhiên được cái điều đó. Em đang hoảng sợ, muốn xách dép bỏ chạy vì không muốn lấy một cái ông chồng như vậy. Cái người đàn bà là vợ kia quá khổ đau, thì bản thân em cũng không muốn thay người vợ đó hứng chịu những cái sự khổ đau của anh ta dành cho em trong cái thời gian tới. Em thấy đó, em nhận định rõ ràng là người đàn ông này quá ác, ác với hai người đàn bà. Hai người đàn bà đã dành rất là nhiều thời gian và tuổi thanh xuân cho người đàn ông đó. Nhưng mà cái người phụ nữ là vợ đau lòng và thiệt thòi hơn em nhiều. Bởi vì có danh có phận mà không có được cái chất, cái thật của người đàn ông. Vì bao nhiêu cái tình cảm tinh hoa đã dành cho em hết rồi. Bây giờ đến cái giai đoạn cuối là cái giai đoạn bệnh tật khổ đau thì anh ta lại muốn bỏ vợ để đến với em. Nhưng em lại là cái người không nhận anh ta và muốn né tránh, muốn chạy trốn luôn. Thì bản thân người vợ lại không tin cái điều đó. Người vợ cứ nghĩ rằng khi mà bỏ cô ta thì chồng của cô ấy sẽ lao đến với em. Nhưng ai dè đâu cô ta lại không hiểu. Người phụ nữ này không hiểu được những cái điều thuộc về cái thế giới của người thứ ba. Người phụ nữ này chỉ biết nóng giận rồi cư xử một cách rất là sai. Em nhìn nhận rồi đó. Làm người thứ ba là sai lầm cả một cuộc đời em. Sai lầm trong tất cả mọi hành động, suy nghĩ và lời nói của bản thân em. Bây giờ em nhìn lại, em thấy em hối hận. Em thấy rằng đáng lẽ em không nên làm người thứ ba. Tất cả mọi việc giá như là một giấc mơ không đến với em thì có lẽ tốt đẹp biết bao nhiêu, đúng không nào? Ta không có được những cái điều mà bản thân mình mong muốn, chúng ta nghĩ rằng nó rất là đẹp. Nhưng tiếc cho bạn là bạn không có thời gian sống lâu với nó, bạn không có thực sự hiểu về nó một cách sâu sắc. Khi mà bạn hiểu về nó một cách sâu sắc, bạn sẽ thấy rằng nó không vốn đẹp như trong cái sự tưởng tượng của bạn đâu. Chỉ những khi bạn không hiểu rõ về nó, bạn mới dám yêu nó. Còn khi mà bạn hiểu thật về nó, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi với nó. Vì có những kiểu người, họ thực sự che đậy rất là tốt, khiến cho bạn không thể nào hiểu được họ. Và khi họ cho bạn biết, hoặc là trong một cái dịp nào đó mà bạn vô tình biết đến, thì bạn sẽ thấy rằng đằng sau lưng của người vợ có rất là nhiều nỗi đau. Mà có thể người đàn bà là vợ không biết được những cái điều như vậy, thì người đàn bà sẽ bớt đau hơn, sẽ bớt khổ hơn và vẫn sống trong cái sự chấp ngã của mình là yêu một người đàn ông đáng giá. Nếu mà người đàn bà là vợ biết rõ cái sự việc mà người thứ ba này biết, thì rõ ràng người đàn bà này làm vợ chắc còn cảm thấy kinh tởm chồng mình đến mức nào. Đó, đây là những cái sự việc. Câu chuyện chỉ có hai cái người đàn bà chính yếu, đó chính là người vợ và người thứ ba. Nhưng mà còn có một người đàn bà khác không có ở trong cái video này cũng chịu một cái sự đau đớn rất là lớn của người đàn ông là người chồng của người đàn bà kia và kẻ nhân tình của người thứ ba này đã gây đến cho cuộc đời của cô ta những cái sự đau khổ đến mức không thể nào phai nhòa được. Bài học cho tất cả những người phụ nữ yêu cuồng sống vội đó chính là yêu một người đàn ông có vợ đã là sai lầm và thiệt thòi cho bạn rồi. Nếu mà bạn có được cái người đàn ông đó trong tay thì cũng chỉ là cái sự may mắn trong cái nhân quả của chính bạn mà thôi. Có rất là nhiều người thứ ba đã lấy được người đàn ông ngoại tình kia về làm chồng rồi lại thay vợ của họ gánh chịu những cái nỗi đau mà trước đây vợ của họ đã phải nếm trải. Cái sự thật khiến cho con người ta cảm thấy bàng hoàng khi mà họ chưa nếm vào cái vị đắng, cái vị cay, cái vị chát của cái cuộc tình đó. Khi mà họ nếm vào rồi thì lúc đó họ mới ngỡ ngàng, họ mới biết rằng họ đang phải trả giá cho những cái hành động sai trái của mình trong quá khứ mà họ mê lầm. Họ tưởng rằng họ hay, họ tưởng rằng họ may mắn, họ tưởng rằng
họ được yêu thương, nhưng chính cái sự yêu thương đó lại là cái sợi dây xích siết họ từ từ từng ngày, giết nát con người của họ mà bản thân họ khi mà u mê không có biết rằng mình đang mê. Nhưng người phụ nữ này 12 năm để mà giải một cái bài toán cho chính mình, quay cuồng trong cái mớ bòng bong do chính bản thân mình lựa chọn, cứ tưởng rằng mình đang được hạnh phúc, tưởng rằng mình đang có một cái nhân duyên tốt đẹp, có một người đàn ông yêu mình mà cô ta không cần cưới, quá là may mắn. Bây giờ người đàn ông này đòi cưới cô này, muốn bỏ vợ, thì người thứ ba này là hoảng sợ bỏ chạy. Đây chính là những cái sự ngang trái trong tình yêu, khi mà người ta không thật sự yêu nhau, người ta đâu có muốn có nhau. Có ở một cái cương vị là một người đàn ông, người ta đã tư vấn và nói với sóng tình yêu GB rằng người thứ ba, anh rất là yêu người thứ ba, nhưng mà anh không muốn lấy người thứ ba, bởi vì người thứ ba chỉ thích hợp trong vai trò là tình nhân, không thể sống với anh lâu bền được. Và ngày hôm nay người phụ nữ này lại là một người thứ ba đến tư vấn và nói rằng em chỉ muốn trở thành tình nhân và em không muốn lấy anh này về làm chồng, vì chỉ có người vợ mới có thể chịu đựng được người đàn ông này, còn em chỉ là cái người đến để mà tham gia vào cuộc vui. Còn nếu mà để gánh chịu cái trách nhiệm và cùng với anh ta sống giống vợ anh ta thì bản thân người thứ ba này không có muốn sống như thế. Có rất là nhiều kiểu người thứ ba mà những người vợ trong một lúc ghen tuông không thể nào bình tâm nhìn nhận ra rằng có những người thứ ba không bao giờ muốn lấy một cái ông chồng tồi tệ như vậy về để làm chồng đâu bạn nhé. Trong cái tình huống của bạn thì tôi đã chỉ dẫn cho bạn những cái cách thức để bạn có thể thoát được cái nỗi đau, cũng như là hành xử làm sao để có thể vẹn cả đôi đường và không làm cho gia đình của họ bị xào xáo. Cái việc bạn từ bỏ cũng phải rõ ràng và dứt khoát để cho người đàn ông kia có đủ sức mạnh để quay về với vợ. Khi vợ của anh ấy tuyên bố một câu xanh rờn là không bao giờ buông tay, thì hãy để cho người đàn bà đó nhận lãnh những cái điều mà thuộc về họ. Đã đến lúc em phải ra đi, 12 năm em giam giữ người đàn ông đó, 12 năm em đã nhận được những cái sự đau đớn và khổ sở, và 12 năm đó em đã làm khổ một người vợ, thì đây chính là cái thời điểm em nên ra đi, và em sẽ là người ra đi em nhé. Rất là cảm ơn em đã tìm đến tôi tư vấn trong cái tình huống của mình, và rất cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe video này của Sóng Tình Yêu GB.